Xin chào bạn. Sau đây Rang xin giới thiệu các bạn máy LL3000 hãng Zowago sản xuất. Máy cối nhựa. Mang đến China 4 vòng bi đây các bạn. Tỷ lệ chuyền 5.2.1 về sức chứa dây đây. Đây là đường kính của dây, ví dụ đường kính là 0.25 là được 215 m, 0.3 là 150 m, 0.35 là 110 m. Máy cối nhựa. Hàng này giá bình dân cho các bạn mới tập cầu gấp tay rồi. Máy LL3000 trọng lượng khoảng 200 g, nhưng mà chất liệu nhựa thì nhưng mà trong bên trong bánh răng và tất cả đều kim loại hết các bạn nhé, bên ngoài vỏ nhựa thôi. Vừa rồi đang xin đã giới thiệu các bạn máy LL3000 của hãng Zowago sản xuất. Đang phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Phát Sinh.